chủ trương xã hội hóa việc đầu tư xây dựng bến xe đã có từ lâu. Tính đến giữa năm 2014, cả nước mới có 213 bến xe xã hội hóa, mà tỷ lệ xã hội hóa chưa tới 50%. Doanh nghiệp bỏ tiền đầu tư vào những bến xe khang trang, dịch vụ tốt thì chưa được tạo điều kiện hợp lý, khiến cho công suất sử dụng dưới 50%, thậm chí là nhiều bến xe đã bỏ không vài năm liền. Rào cản cho việc xã hội hóa hiệu quả là hệ thống văn bản quy phạm pháp luật chưa đầy đủ và sự hạn chế trong công tác quản lý hoạt động của các bến xe. Điều ấy đã khiến cho những nhà đầu tư chạy vào lại muốn chạy ra, và một số khác thì không dám chạy vào, ngay cả khi cánh cửa khuyến khích đã mở toang. Xin kính chào quý vị và các đồng chí. Quý vị hãy thử lấy tay trái của mình nắm lấy tay bên phải và lấy tay bên phải nắm lấy tay bên trái, rồi sau đó thử lắc đầu mà giữ nguyên vị trí của vai, thì chắc chắn rằng là không ai trong quý vị có thể lắc được cái đầu của mình. Chúng tôi lựa chọn một hành động như vậy để quý vị hiểu rõ cái thực trạng tiến thoái lưỡng nan vừa mở vừa đóng trong việc xã hội hóa những bến xe hiện nay. Và để quý vị hiểu rõ hơn về vấn đề này thì chúng ta hãy cùng theo dõi phóng sự ngắn về thực trạng hoạt động của bến xe nước ngầm, bến xe xã hội hóa đầu tiên tại Hà Nội và được ví như cảng hàng không của đường bộ. Bến xe nước ngầm, khung cảnh điều hưu và vắng vẻ thường thấy. Sạch sẽ, hiện đại, an ninh đảm bảo là điều mà các khách hàng nhận xét về bến xe này. Nhưng bến xe vẫn cứ điều hưu. Điều hưu không phải vì thiếu khách, điều hưu vì thiếu xe. Theo ông Nguyễn Văn Lập, giám đốc bến xe nước ngầm, lượng xe về bến quá ít. Trong khi văn bản của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội năm 2006 quy định rõ, xe đi các tỉnh phía Nam sẽ phải xuất bến tại bến xe nước ngầm. Nhưng trong suốt thời gian qua, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội lại không sắp xếp phương tiện vào các bến theo văn bản đã ban hành. Xuyên suốt từ năm 2006 đến nay là đều có cái luồng tuyến rất rõ ràng. Chúng tôi chỉ mong muốn là cơ quan quản lý bố trí luồng tuyến xe theo đúng văn bản đã quy định. Theo quy định của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thì bến xe Mỹ Đình là bến xe phục vụ các tuyến xe đi các tỉnh phía Tây. Tuy nhiên thì một ngày ở đây lại có hơn 60 lượt xe đi các tỉnh phía Nam là Nghệ An, Hà Tĩnh. Có một nghịch lý xảy ra ở đây là bến xe Mỹ Đình thì đang trở nên quá tải. Trong khi đó bến xe nước ngầm, một bến xe chỉ định được phục vụ các tỉnh phía Nam thì lại đang mới hoạt động được chưa đầy 50% công suất. Lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải khẳng định việc sắp xếp bố trí xe như hiện nay là để phục vụ người dân. Tiêu chí đầu tiên của chúng tôi là phải đáp ứng nhu cầu đi lại nhưng phải an toàn và thuận tiện và giảm thiểu ùn tắc giao thông, giảm thiểu tai nạn giao thông, rồi mới đến quyền lợi của các doanh nghiệp. Thuận lợi cho người dân là hàng đầu, sau mới đến quyền lợi của doanh nghiệp. Nhưng có vẻ với quyết định này của Sở Giao thông Hà Nội, người được lợi nhiều nhất lại chính là các doanh nghiệp vận tải. Nếu như Vinh nước ngầm thì nó chỉ có là Vinh nước ngầm thôi, còn Vinh Mỹ Đình thì nó bao gồm cả nước ngầm này. Rồi đấy, về nhà xe người ta trung chuyển cho khách đến tất cả các bến, và điểm cuối cùng là Mỹ Đình, có nghĩa là khách sẽ đi được tất cả các bến hơn. Chung quy lại là đi cái chuyến này chạy thì nó vui hơn. Đấy. Vui hơn, tức là những chiếc xe khách ngoài việc được đón khách ở trong bến xe Mỹ Đình còn có thể dễ dàng chạy xe lòng vòng, bắt thêm khách ở dọc đường. Và những chiếc xe khách chạy xuyên tâm sẽ càng làm gia tăng áp lực giao thông lên Hà Nội, đô thị vốn đã rất nổi tiếng về tắc đường. Thưa quý vị, rõ ràng là có rất nhiều vấn đề cần phải phân tích trong phóng sự vừa rồi mà chúng ta vừa xem. Và bởi vậy thì chúng tôi đã mời tới trường quay ông Nguyễn Văn Thanh, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam để cùng phân tích và biện giải về vấn đề xã hội hóa bến xe. Trước hết là xin cảm ơn ông Thanh đã nhận lời mời tham gia chương trình của chúng tôi. Rất cảm ơn chương trình. Thì trước hết là xin hỏi ông Thanh rằng là trước khi mà tham gia quá trình xã hội hóa bến xe thì các doanh nghiệp có trong tay họ đề án hay là hướng dẫn nào về việc phân tuyến hay không? Họ cũng thể tiếp cận được những thông tin đó, nhưng mà đều là trên giấy. Chưa có một cái sự cam kết của nhà nước về cái việc nếu anh xây dựng cái bến xe này thì tôi sẽ bố trí cho anh luồng tuyến ra sao. Và các nhà đầu tư cũng tin vào cái việc là kêu gọi đầu tư của nhà nước, tin vào cái năng lực tài chính của mình, tin vào cái năng lực quản lý của mình đấy, để mà đầu tư thôi. Vậy. Nhưng cái việc có tiếp tục bố trí luồng tuyến hay không vân vân thì nó lại còn phụ thuộc vào cái thời gian sau. Vậy. Đấy là cái rất khó khăn cho các nhà đầu tư xã hội hóa bến xe này.
Theo chúng tôi được biết thì cái việc quy hoạch tuyến xe liên tỉnh thì đã được Bộ Giao thông Vận tải đưa ra là yêu cầu phải triển khai vào cuối năm 2014 đã phải hoàn thành rồi. Vậy hiện nay thì thực trạng nó đã hoàn thành hay chưa, và nếu chưa thì đến đâu rồi? Cái đề án này, cái quy hoạch này thì được giao cho Viện Chiến lược Kinh tế Bộ Giao thông làm. Nhưng rất tiếc là hiện nay Viện mới trình được một cái bản quy hoạch mang tính định hướng đó. Và trong một lần đã phát biểu với Bộ Giao thông là nếu quy hoạch định hướng này thì chưa giải quyết được vấn đề gì cả, mà phải quy hoạch chi tiết. Cuối tháng 6 năm 2015 thì mới có quy hoạch chi tiết. Tiêu chí đầu tiên của chúng tôi là phải đáp ứng nhu cầu đi lại nhưng phải an toàn và thuận tiện, và giảm thiểu ùn tắc giao thông, giảm thiểu tai nạn giao thông, rồi mới đến quyền lợi của các doanh nghiệp. Câu hỏi người dân có thuận tiện an toàn hay không, có được sử dụng dịch vụ tốt hay không thì cũng được trả lời trong cái phóng sự vừa rồi. Như vậy thì cái lý do mà nhiều doanh nghiệp đưa ra đó là chúng ta không phân luồng lại được, bởi vì người ta quyết tâm bảo vệ cho cái miếng bánh lợi ích bằng việc là những cái đường tuyến nó đi xuyên qua thành phố thì bắt được nhiều khách dọc đường hơn. Thì theo ông thì cái lý luận này từ phía các doanh nghiệp vận tải trong trường hợp này như thế có đúng không? Cái đó thì nó là một cái bao biện thôi. Cũng do cái quản lý của ta chưa tốt. Cái xử lý có chế tài chưa đủ mạnh, và cái việc mà ta tuyên truyền cho người dân chưa tốt. Chứ nếu người dân tùy tiện mà ta không có cái xử lý thì nó sẽ phá vỡ tất cả cái việc điều chỉnh của chúng ta. Bến xe phía Nam thành phố Đà Nẵng đầu tư hơn 130 tỷ đồng theo chủ trương kêu gọi của thành phố Đà Nẵng, một cơ sở hạ tầng đáng mơ ước. Nhưng tới tận tháng 7 năm 2014, tức là sau 2 năm đi vào hoạt động, chỉ có 2 chuyến mỗi ngày, trong khi bến xe có khả năng phục vụ lên tới 800 chuyến. Chúng tôi cho rằng là việc triển khai xã hội hóa bến xe, người ta đã không đánh giá đúng cái nhu cầu và lợi ích của người dân, dẫn tới việc quy hoạch thiếu hợp lý. Ông có đồng tình với quan điểm này không? Hoàn toàn đồng tình cái việc là xây dựng cái quy hoạch bến xe, cái đánh giá cái nhu cầu đi lại người dân của thành phố Đà Nẵng vừa qua là không tốt. Do vậy mà chấp nhận cho cái doanh nghiệp Đức Long Gia Lai đầu tư hàng trăm tỷ đồng để đầu tư bến xe hết sức hiện đại. Và như vậy 2-3 năm nay không đưa vào hoạt động được tốt. Đây là cái sự lãng phí rất lớn của doanh nghiệp và của xã hội. Và đối với cái nhà đầu tư thì tôi cũng đánh giá là họ cũng hết sức ngây thơ, hồn nhiên trong đầu tư. Anh cũng không chịu khó nghiên cứu về cái thị trường đó ra làm sao. Rồi không ràng buộc các cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương, anh phải cam kết giúp cho tôi những cái điều khoản gì thì tôi sẽ đầu tư. Đã có cái cam kết rồi mà anh không thực hiện, tôi có quyền thực hiện anh ấy. Nhưng hiện nay đúng là đầu tư hết sức hồn nhiên. Cứ mang tiền vào đầu tư xong cuối cùng bây giờ không có. Câu chuyện mà ông đề cập thì nó chỉ có thể xảy ra đến mức độ đó khi mà những có một người trọng tài nào đó giữa các bến xe và với các cơ quan chức năng. Người trọng tài này hiện nay thì cũng không chuẩn lắm. Cái việc đó rất bình thường đó. Thưa ông Thanh, trên màn hình lúc này thì ông cũng thấy là trên hình là một cuộc đấu sumo giữa một đấu sĩ rất là to lớn và một đấu sĩ là một em bé. Và chúng tôi thì nghĩ rằng là ông Thanh cũng thấy rõ là cái kết quả trận đấu này có thể diễn ra như thế nào với cái sự chênh lệch hạng cân như thế này. Câu chuyện này thì gần giống với câu chuyện xã hội hóa là người ta sẵn sàng mời tất cả mọi người lên sàn đấu, đúng không? Và cuối cùng là người ta mời những ông với những cậu bé lên này, và cuối cùng thì cậu bé này thất bại. Thì theo ông thì ông có một cái liên hệ nào đó giữa hình ảnh cậu bé này với những cái doanh nghiệp mạo hiểm gọi là ngây thơ trong vấn đề đầu tư vào các bến xe xã hội hóa bây giờ hay không? Chỗ này thì thậm chí còn chưa thấy vai trò trọng tài. Một hình ảnh mà ví von liên tưởng rất hay. Cảm ơn ông. Bây giờ phóng viên đưa cái hình ảnh rất hay. Hiện nay là các doanh nghiệp mà để mà tham gia xã hội hóa bến xe đó, nếu anh ngây thơ, anh đầu tư mà không tính toán kỹ thì rất dễ xảy ra cái tình trạng như cậu bé mà đấu võ với cái võ sĩ sumo già dặn kinh nghiệm. Những cái cuộc đấu mà chênh lệch về mặt hạng cân như chúng ta vừa xem thì tôi cho rằng nó chỉ là một cái hình thức để mà làm cho vui vẻ cái cuộc đấu thôi.
và bản chất thì nó phải cho những cái người cùng hạng cân với nhau để thi đấu. Những cái đấu sĩ mà to lớn thế kia chỉ đóng vai trò trọng tải, tức là khi nào hai cậu bé này vượt quá cái ngưỡng cho phép hoặc gây cái tổn hại cho nhau thì họ mới can thiệp mà thôi. Vậy thì ông Thanh bình luận thế nào về hình này? Nó có liên quan từ gì tới câu chuyện trọng tài mà chúng ta vừa nói từ đầu chương trình hay không? Phải có đủ quyền lực như thế này, đủ năng lực như này thì mới làm được. Và cái quan trọng nhất đã dùng cái từ trọng tài là phải hết sức vô tư khách quan, không được phép thiên vị, không được phép thiên vị. Bất kể đó là con của ai, đấy. Hình ảnh đó là như vậy. Chứ không doanh nghiệp nhà nước thì có nghĩa là ông lại bênh doanh nghiệp nước, còn cái tư nhân kia ông lại không bênh đó thì nó sẽ rất. Qua hai cái bức tranh mà chúng tôi vừa đem đến cho khán giả cũng như là đem đến cho ông Nguyễn Văn Thanh ở đây thì ông có liên tưởng gì tới cái môi trường đầu tư bến xe xã hội hóa bây giờ hay không? Đúng là một cái hình ảnh mà phóng viên đưa ra tôi thấy rất là hay. Đấy, rất là hay. Mà hiện nay ta còn đương ở cái giai đoạn thứ nhất, cái hình ảnh thứ nhất. Ta chưa bước sang được cái dạng thứ hai. Tôi thấy cảm thấy rằng trong việc xã hội hóa này nó gần giống việc là đón một vị khách từ dưới đường lên xe vậy. Đôi khi họ mở và đóng nhanh quá, thậm chí là đôi khi mở nhập nhằng rồi bảo ông lên đi. Thì theo ông thì cái hình ảnh đó nó có giống với câu chuyện này không? Một cái hình ảnh rất hay, đúng, sẵn sàng mời ông vào. Thế nhưng mà ông mới bước chân vào một thôi, tôi đã ẩy ông vào sấp ngửa, chưa biết nó ra làm sao thì đã xe chạy vù đi, vù về cũng cứ lăn lộn trên xe, tự cái chống đỡ để làm sao mình đứng được. Đấy là cái khó khăn của các đơn vị xã hội hóa bến xe hiện nay. Nghị định đối tác công tư PPP Public Private Partnership sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 4 năm 2015. PPP là gì? Theo cách thức truyền thống, xây dựng một cơ sở hạ tầng sẽ cần tới nhiều nhà đầu tư khác nhau. Họ có thể rất giỏi trong lĩnh vực của mình nhưng lại không làm việc với nhau. Bởi vậy sẽ dẫn tới giá thành rất cao, thất thoát và tốn nhiều thời gian. Nghị định PPP kỳ vọng sẽ tạo ra một môi trường làm việc nhóm giữa các nhà đầu tư với khung pháp lý thống nhất, đồng bộ, minh bạch, có hiệu lực cao hơn nhằm khẳng định cam kết của chính phủ Việt Nam trong việc khuyến khích khu vực tư nhân phát triển kết cấu hạ tầng, góp phần thúc đẩy tái cơ cấu đầu tư mà trọng tâm là đầu tư công. Nghị định PPP này được coi là một cơ sở thu hút vốn xã hội hóa vào lĩnh vực giao thông ngày càng mạnh mẽ, và nó có thể ví nôm na như là câu thần chú vừa ngơi mở ra trong câu chuyện Alibaba và 40 tên cướp vậy. Vậy thì ông có đồng tình và ông có kỳ vọng nhiều vào cái nghị định PPP này không? Khẳng định là cái nghị định này ra đời, tôi có kỳ vọng nó sẽ giải quyết được những cái tồn tại mà vừa rồi chúng ta trao đổi với nhau. Nhưng mà khi áp dụng vào thì cái người mà để mà triển khai những cái này là hết sức quan trọng. Phải đào tạo một đội ngũ cán bộ đủ năng lực trình độ để thực hiện những cái chính sách thể chế mới. Đứng ở góc độ là những người dân thì ông Thanh và tôi có lẽ cũng đồng quan điểm với nhau, mà nếu chúng ta vẫn cứ thích là tiện ra ngoài cửa bắt một cái xe, tiện ở đâu bắt một cái xe khách và thấy xe nào thì cũng nhảy đại lên mà không cần phải suy nghĩ nhiều thì có lẽ rằng thì câu chuyện xã hội hóa bến xe cũng không thể giải quyết ở tận gốc. Phóng viên nói rất đúng. Cái này nó cũng do cái kết cấu hạ tầng của chúng ta chưa tốt, hợp lý, đúng không? Chưa hợp lý. Thế nhưng mà cái đoạn sâu tiềm thức cứ muốn là nhà xe phải phục vụ. Đấy, tôi đứng ở vệ đường tôi vẫy lên thì từ cái đoạn đó nó sinh ra phá vỡ hết tất cả những cái quy định về vận tải hành khách của chúng ta. Việc xã hội hóa bến xe là phục vụ cái sự tiện, sự thuận lợi của người dân. Nhưng nếu người dân cứ tùy tiện mà chữ tiện cho chữ tùy tiện nó trong cái thói quen thì có lẽ rằng là vấn đề xã hội hóa rồi cũng sẽ lại chả dẫn tới đâu cả, đúng không ạ? Và như vậy thì chúng ta sẽ cần hiểu rõ vấn đề này hơn. Và cảm ơn ông rất nhiều cho cái buổi trao đổi ngày hôm nay. Cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn ông. Cảm ơn. Thưa quý vị và các đồng chí, có lẽ không ai cho chúng ta không biết tới câu thần chú vừng ơi mở ra trong câu chuyện Alibaba và 40 tên cướp. Câu thần chú ấy đã đem lại không biết bao nhiêu tiền của cho anh chàng Alibaba và cả sự choáng ngợp trước vàng bạc châu báu của cậu anh trai Kasim. Và cũng chính lúc ấy thì Kasim đã quên đi câu thần chú mở cửa, để rồi đã bị băng cướp giết chết. Xã hội hóa được coi là câu thần chú được dùng tới để giải quyết cho nhiều vấn đề trong nhiều lĩnh vực của xã hội. Hiểu đúng để làm đúng và không quá tham vọng, câu thần chú ấy sẽ đem lại kết quả tốt đẹp. Nếu làm ngược lại, kết quả chắc chắn sẽ không như mong đợi. Chương trình vấn đề hôm nay xin kết thúc tại đây. Xin cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 12 giờ 45 phút và 21 giờ 15 phút hàng ngày trên kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam.